Warren Buffett tin rằng đánh giá chất lượng ban lãnh đạo là một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi ra quyết định để mua cổ phiếu. Thậm chí nó còn quan trọng hơn cả các chỉ số tài chính và giá trị thực của doanh nghiệp. Ông chỉ mua doanh nghiệp khi ông tin tưởng vào ban lãnh đạo hiện tại, tin vào cách thức vận hành hiện có của doanh nghiệp đó. Nếu không, ông sẽ tìm kiếm cơ hội ở những nơi khác. Sẽ dễ dàng ngủ ngon hơn mỗi đêm nếu bạn tin tưởng vào những người bạn làm việc cùng, trích lời của Warren Buffett. Với Buffett, chỉ đơn giản là con người mới là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, vấn đề sẽ nằm ở chỗ. Với một nhà đầu tư cá nhân thiếu kinh nghiệm tiếp xúc con người, tham gia vào chốn thương trường đầy cạm bẫy như thị trường chứng khoán, thì việc có thể đánh giá ban lãnh đạo là một điều không hề đơn giản. Rõ ràng là bạn không thể đánh giá ban lãnh đạo bằng cách chỉ xem qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp được. Vậy, làm thế nào để có thể đánh giá ban lãnh đạo một cách chính xác nhất? Thì trong video này, chúng mình sẽ cùng chia sẻ những cái nội dung quan trọng nhất để các bạn có thể dễ dàng hơn đưa ra quyết định đánh giá ban lãnh đạo doanh nghiệp. Ban lãnh đạo, họ là ai? Ban lãnh đạo là những người đứng đầu doanh nghiệp, là người đưa ra quyết định quan trọng cuối cùng cho hoạt động của doanh nghiệp. Ở một số doanh nghiệp thì ban lãnh đạo sẽ bao gồm hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát. Ban lãnh đạo giỏi sẽ giúp cho doanh nghiệp không chỉ có được sản phẩm tốt mà còn nắm bắt kịp thời những cơ hội đầu tư. Ngược lại, ban lãnh đạo yếu kém thì không những làm mất đi cơ hội đầu tư hấp dẫn mà còn có thể khiến cho sản phẩm tốt thất bại trên thị trường. Tuy nhiên, các bạn cũng hãy nên nhớ rằng không có một công thức kỳ diệu nào có thể giúp bạn đánh giá chuẩn xác được ban lãnh đạo. Nhưng dưới đây sẽ là 5 câu hỏi có thể giúp cho các bạn đánh giá ban lãnh đạo một cách minh bạch và chính xác nhất. Câu hỏi đầu tiên, ban lãnh đạo có sở hữu phần lớn doanh nghiệp của họ đang điều hành? Ngoại trừ nhóm doanh nghiệp nhà nước, ban lãnh đạo chỉ đại diện cho phần góp vốn của nhà nước vào doanh nghiệp. Thì ở các doanh nghiệp khác, bạn cần phải xem liệu rằng là lãnh đạo cấp cao có đang nắm giữ cổ phần đáng kể tại doanh nghiệp mà họ đang điều hành hay không. Buffett thậm chí còn nghi ngờ rằng những CEO được thưởng một lượng quyền chọn mua cổ phiếu lớn nhưng chỉ nắm giữ một lượng cổ phiếu rất nhỏ. Bởi vì khi đó, lợi ích của họ sẽ gắn chặt với lợi ích của doanh nghiệp. Thiệt hại mà họ mang đến cho cổ đông thì chính họ cũng gánh chịu với tỷ lệ tương đương. Có thể hiểu nôm na là we eat our own cooking. Bên cạnh đó thì cũng nên tìm hiểu xem doanh nghiệp có cổ đông lớn là các tổ chức, quỹ đầu tư độc lập, không có dính dáng gì đến thành viên ban lãnh đạo hay không. Đây được coi là đối trọng với nhóm cổ đông ban lãnh đạo, tránh việc tư lợi cá nhân. Thậm chí các tổ chức này càng có danh tiếng thì càng tốt. Bạn có thể dễ dàng xem cơ cấu cổ đông doanh nghiệp ở trên các website tài chính như là Vietstock hay là CafeF. Nhiều nhà đầu tư họ thậm chí còn đào sâu hơn, họ không chỉ muốn biết là có bao nhiêu tổ chức đã nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp mà còn biết xem là liệu gần đây số lượng này có tăng thêm hay không. Câu hỏi số 2, ban lãnh đạo có kế hoạch gì để tăng trưởng? Câu hỏi này sẽ giúp bạn đánh giá được cái tầm và cái tài của ban lãnh đạo. Tăng trưởng bền vững luôn là một trong những thách thức lớn nhất của bất cứ ai đứng đầu doanh nghiệp. Để làm được điều đó thì ban lãnh đạo cần có tầm nhìn chiến lược, phải nhìn thấy tiềm năng và cơ hội quan trọng mà ít người ngờ tới. Có như vậy thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ tăng trưởng thuận lợi, thậm chí là vượt trội. Làm thế nào để đánh giá sự tự tin có cơ sở của ban lãnh đạo trong việc duy trì tầm nhìn chiến lược và giá trị dài hạn của cổ đông? Thì các bạn có thể xem kế hoạch kinh doanh, định hướng phát triển của doanh nghiệp, bao gồm thứ nhất là kế hoạch trong ngắn hạn, ví dụ như là kế hoạch kinh doanh trong năm sau. Thứ hai là kế hoạch trong dài hạn, tầm nhìn từ 3 cho tới 5 năm tới hoặc hơn. Khi đó thì vị thế của doanh nghiệp sẽ ở đâu? Giá trị của doanh nghiệp đạt được sẽ là gì? Thậm chí nếu như doanh nghiệp đang trong giai đoạn thực hiện mục tiêu dài hạn, bạn có thể nhìn lại kết quả kinh doanh trong quá khứ, trước thời điểm thực hiện kế hoạch, đối chiếu với hiện tại để xem là doanh nghiệp có thực sự đang tăng trưởng các giá trị dài hạn hay không. Hãy nhớ, mục tiêu phải là tạo ra sự tăng trưởng giá trị doanh nghiệp trên một cổ phiếu qua các năm, đặc biệt là phải trên mức tăng trưởng của chỉ số trong dài hạn, chứ không phải là lợi nhuận, quy mô hay là doanh thu. Song song với đó thì khả năng thay đổi chiến thuật hoặc kế hoạch đầu tư nhanh chóng khi doanh nghiệp có những dấu hiệu xấu cũng cần được quan tâm. Bởi thị trường thì luôn luôn biến động và giới kinh doanh cũng không ngừng thay đổi. Vì thế mà ban lãnh đạo cũng cần phải có sự linh hoạt để cân bằng và đối phó với những tình huống ngoài dự tính. Câu hỏi số 3. Ban lãnh đạo có những giao dịch lớn với các bên liên quan, với thành viên gia đình của ban lãnh đạo không? Tình trạng ban lãnh đạo là người nhà làm giá cổ phiếu, bắt tay với đội lái, đưa mức giá vượt qua giá trị kinh tế của doanh nghiệp đang rất phổ biến hiện nay. Bằng mọi cách, họ chỉ muốn dụ những cổ đông ngắn hạn, tham lam, không hiểu gì về bản chất của doanh nghiệp để nhằm mục đích trục lợi cho mình.
Hay có những trường hợp, lãnh đạo doanh nghiệp thông qua truyền thông hô hào cổ đông mua cổ phiếu phát hành thêm, cam kết giá cổ phiếu sẽ sớm tăng mạnh với kết quả kinh doanh tuyệt vời. Nhưng phía sau thì lại âm thầm bán ra, kéo giá cổ phiếu giảm sâu và sau đó thì chấp nhận các hình thức phạt của cơ quan quản lý vì giao dịch chui. Tất nhiên, rõ ràng là mức phạt khiêm tốn này thì chẳng là gì so với lợi nhuận từ các giao dịch nội gián mang lại. Bài học ở đây là, khi tham gia đầu tư, bạn phải thực sự hiểu mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, rủi ro đi kèm. Đồng thời với những doanh nghiệp có tiếng xấu, tốt nhất là nên tránh xa. Mặc dù bạn có thể thấy giá cổ phiếu liên tục tăng và rất muốn trở thành một phần trong đó. Câu hỏi số 4. Lãnh đạo doanh nghiệp có trung thực, thẳng thắn, công bằng và minh bạch. Warren Buffett từng nói, khi tuyển người, tôi thường tìm kiếm các ứng viên có 3 phẩm chất sau: chính trực, thông minh và tràn đầy năng lượng. Và nếu không đạt tiêu chí đầu tiên thì hai cái sau sẽ phá hủy doanh nghiệp của bạn. Như vậy, rõ ràng sự chính trực là yêu cầu đầu tiên khi đánh giá một con người. Ban lãnh đạo cần phải trung thực khi nói tới các vấn đề của doanh nghiệp, thẳng thắn chia sẻ với nhà đầu tư những mặt thuận lợi và khó khăn chung của ngành, bản chất mô hình kinh doanh, chính sách liên quan. Việc giấu đi những điểm bất lợi và chỉ nói đến những điểm tuyệt vời là điểm chung của những doanh nghiệp xấu. Bên cạnh đó thì họ phải coi cổ đông như những đối tác, phải đối xử công bằng với các cổ đông qua việc thực hiện cung cấp thông tin, chứ không là nên ưu tiên những cổ đông lớn hay là cổ đông sân sau của mình. Hãy xem doanh nghiệp của bạn đang tìm hiểu. Có trình bày đầy đủ chi tiết các khoản mục trong thuyết minh báo cáo tài chính hay không? Có cập nhật báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng trên website không? Có từng điều chỉnh lớn số liệu khi công bố báo cáo tài chính hay không? Ban lãnh đạo có khách quan và thẳng thắn giới thiệu kết quả kinh doanh thể hiện trên các báo cáo và thông cáo báo chí không? Ban lãnh đạo có trung thực, thẳng thắn chia sẻ với cổ đông trong đại hội cổ đông hay không? Câu hỏi số 5. Ban lãnh đạo có thực hiện đúng những lời hứa trong 10 năm gần nhất không? Hãy tra lại các báo cáo thường niên để xem liệu ban lãnh đạo có thực hiện đúng lời hứa và kế hoạch của họ đặt ra cách đây nhiều năm hay không? Bởi làm lãnh đạo không phải là để nói những lời đao to búa lớn mà cần phải hành động. Vai trò lãnh đạo có thể bắt đầu từ việc đưa ra một tầm nhìn, nhưng việc thực hiện mục tiêu đó, tầm nhìn đó ra sao, rốt cục mới định nghĩa được thành công của một nhà lãnh đạo. Thực tế thì đôi lúc, vì nhiều lý do khác nhau, lời hứa đã không được thực hiện như mong đợi. Ví dụ như, kế hoạch kinh doanh vẫn có thể không đạt vì biến động kinh tế bất thường. Ngân sách đầu tư cần được điều chỉnh vì mục tiêu chiến lược cần phải thay đổi. Hay việc hợp tác với đối tác có thể hoãn lại vì trục trặc bất ngờ về tài chính. Khi đó thì cách giải quyết của ban lãnh đạo cũng sẽ giúp chúng ta có thể đánh giá được rằng đây có phải là một nhà lãnh đạo thực thụ hay không. Như vậy, khi đánh giá một doanh nghiệp, ngoài việc chú ý đến các chỉ tiêu tài chính thì yếu tố ban lãnh đạo cũng là một phần rất quan trọng. Nếu không thì các robot, hệ thống phân tích tự động đã có thể giúp chúng ta tìm ra những cổ phiếu tuyệt vời rồi. Nốt lại tại đây một số lưu ý các bạn cần quan tâm khi mà đánh giá ban lãnh đạo của một doanh nghiệp. Một doanh nghiệp không bao giờ mạnh hơn được người điều hành doanh nghiệp đó. Hãy đọc về ban lãnh đạo doanh nghiệp mà bạn định đầu tư vào. Hãy tìm những quản lý cấp cao, thông minh, cởi mở, trung thành và công bằng mà bạn có thể ngưỡng mộ. Đừng sợ đặt con người lên trên lợi nhuận, Buffett có sợ đâu. Có thể trả lời hết 5 câu hỏi trên một cách rõ ràng thì mình nghĩ rằng hiệu quả đầu tư sẽ đến với bạn lâu dài hơn đó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ Team ESG nhé.